Điều gì thực sự đã xảy ra khi chúng ta bị cháy nắng? Một trong những lý do chúng ta phải tránh ra ngoài trong những ngày nắng nóng là đen da và cháy nắng. Nhưng chính xác thì điều gì sẽ xảy ra trên làn da của chúng ta? Cháy nắng là một cụm từ chúng ta thường xuyên được nghe trong những ngày thời tiết nóng như đổ lửa. Nghe nhiều nhưng cũng chẳng dám coi thường. Vì chỉ cần cháy nắng một lần thôi, bạn sẽ hiểu cảm giác như thế nào. Nhưng bạn có hay, thực sự là quá trình cháy nắng còn vi diệu hơn bạn tưởng rất nhiều. Nó không đơn thuần là chuyện bị bạn bỏng nắng, mà trái lại, mặt trời hoàn toàn không liên quan đến chuyện cháy nắng của bạn đâu. Nghe lạ đúng không? Hãy thử tìm hiểu xem sao. Mặt trời nguy hiểm nhưng không phải là thủ phạm khiến bạn cháy nắng. Đúng vậy đó, mặt trời là thứ duy trì sự sống, vừa là một tác nhân nguy hiểm. Tuy nếu về vấn đề cháy nắng, mặt trời không phải là thủ phạm trực tiếp mà chính là cơ thể của bạn. Để tìm hiểu được vấn đề này, trước tiên chúng ta cần biết rằng trong ánh mặt trời có chứa 3 loại tia tử ngoại: UVA, UVB và UVC. Trong đó, UVA và UVB có khả năng chạm đến chúng ta, còn UVC là tia có bước sóng ngắn nhất, cùng năng lượng tàn phá mạnh nhất, nhưng rất may mắn đã bị tầng ozone nuốt trọn. Giờ đến lượt cơ thể, trên da chúng ta đã tồn tại những phân tử mang tên melanin và sắc tố. Chất này có khả năng hấp thụ ánh sáng với dải quang phổ rất rộng. Khi tiếp xúc với nhiều ánh nắng, melanin sẽ hấp thụ tia UVA trước khi nó gây tổn hại đến tế bào da của bạn. Càng nhiều nắng, melanin sản sinh ra càng nhiều, và đây cũng là lý do làn da của bạn đen đi. Nhưng chỉ melanin là không đủ. Khi tiếp xúc với UVB có cường độ mạnh hơn, melanin trong cơ thể sản sinh ra quá nhiều, khiến nó tự động kích hoạt một chế độ khác của cơ thể, mang tên apoptosis. Đây được gọi là chế độ chết rụng tế bào, có tác dụng loại bỏ những tế bào da quá dư thừa, không cần thiết. Và khi có quá nhiều tế bào tự diệt, hệ miễn dịch của cơ thể bắt đầu can thiệp, gây ra phản ứng cháy nắng. Sau khi cháy nắng, máu sẽ được dồn lên các khu vực này nhằm tăng tốc độ hồi phục, khiến chúng thường có màu đỏ. Đôi lúc, quá trình tự diệt này nghiêm trọng đến nỗi có thể làm cho da bạn bị bỏng nặng và thậm chí là gây ung thư da. Tiếp xúc với mặt trời bao lâu thì ung thư? Và phải làm gì để chống lại tác hại của mặt trời? Thứ đáng sợ nhất của cháy nắng là làm tăng nguy cơ ung thư. Nhưng câu hỏi ở đây là cháy nắng bao lâu là có thể bị ung thư? Theo như một nghiên cứu của Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ, nếu bị cháy nắng tới 5 lần trước 20 tuổi thì bạn sẽ tăng nguy cơ ung thư da lên tới 80%. Để ngăn tác hại của mặt trời, cách tốt nhất của bạn có thể làm là hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng kem chống nắng, bởi vì trong kem chống nắng có một số chất như benzophenone có tác dụng hấp thụ tia UV, thậm chí là phản xạ lại nó.